Với khả năng thiên phú của mình, Tendo chẳng cần phải sử dụng tới hình dạng thứ hai, vẫn có thể đánh bại được rất nhiều tên Worm bằng hình dạng Market Form. Nhưng khi bị áp đảo bởi số đông, cũng như không muốn chần chừ với trận chiến nữa, anh sẽ chuyển hóa hình dạng thật sự, hình dạng Rider Form. Kích hoạt bật chiếc sừng Kabuto Zester trên phần thắt lưng, gạt nó sang bên phải. Phần lớp vỏ bên ngoài của Market Form sẽ dần dần tách ra. Lớp vỏ này vằn đi khắp mọi nơi và tấn công một kẻ hù. Đôi mắt cũng như cặp sừng của Kabuto sẽ được tạo ra. Về tạo hình, đôi mắt xanh dương cùng với ba tông màu chủ đạo đỏ, bạc và đen đang xen khắp cơ thể. Tạo hình Rider đơn giản, không quá nhiều cầu kỳ. Thân của anh ấy chỉ đơn giản là màu đỏ được cách điệu giống như lớp vỏ của côn trùng, cặp sừng Kabuto và đôi mắt của Kamen Rider. Trong một thế giới mà nhà nhà lóc cúp, Rider cho tính quái vật, bọn chúng đều khả năng di chuyển tốc độ ánh sáng. Công tắc bên phải hất lưng, anh ấy kích hoạt khả năng đặc biệt nhất của thế giới Kabuto. Club Cup anh ấy di chuyển nhanh với tốc độ của ánh sáng, bắt kịp được sức mạnh của Worm và áp đảo chúng trong chính không gian mà bọn chúng luôn tự hào. Về phần khả năng chiến đấu, đa phần là dựa trên Tendo. Vũ khí chính của hình dạng này, anh ấy rút bỏ phần đầu súng kunai bên trong, là một bộ phận dao nhỏ dùng để cầm ngược với lưỡi dao màu vàng kim. Hình dạng này mặc dù không còn sử dụng được súng nữa, nhưng nó thích hợp với hình dạng Kabuto. Sau khi lột xác thiên về tốc độ, rất nhiều đòn thế được Kabuto sử dụng, từ chém, đâm cho đến nhảy từ bên trời tấn công kẻ hù, đều được thực hiện vô cùng hoàn hảo và trơn tru với hình dạng kunai hoàn chỉnh của nó. Cuối cùng, đòn Rider Kick. Anh ấy vẫn có đòn Rider Kick cơ bản, nhảy lên bầu trời và ra đòn Rider Kick xuống kẻ thù. Nhưng đó không phải điều đặc trưng nhất của Kabuto. Đòn tấn công Rider Kick của anh ấy chính là 1, 2, 3. Nhấn vào ba chiếc chân của Kabuto trên phần driver. Đòn tấn công này thú vị ở chỗ khi anh ấy nhấn ở giữa nhịp của những âm thanh nó vang lên, anh ấy sẽ luôn tấn công kẻ thù, tạo ra một cuộc tấn công vô cùng liên mạch. Âm thanh thứ ba vang lên, một luồng điện màu xanh dương sẽ chạy dài từ phần sừng của Kabuto chạy xuống đầu chân của nấy, anh ấy sẽ có cú đá móc ngược kẻ thù, kết liễu hắn một cách vô cùng nhanh gọn. Đòn này ngoại trừ việc tấn công trong chiến đấu, nó còn có khả năng sử dụng khi anh ấy quay lưng với kẻ thù sẽ lao về phía nấy một cách vô cùng vội vã, vì đây chính là điểm yếu mà nấy để lộ ra. Nhưng không, tất cả nằm trong tầm tính toán. 1, 2, 3, khi kẻ thù vừa đến nơi, dùng cú đá ngược kết liễu kẻ thù. Cả hai cách sử dụng đều tạo nên cảm giác cực kỳ cool ngầu, thể hiện rõ phong cách chiến đấu của Tendo hay là Kabuto. Mặc dù form này là form thể hiện nhiều nhất và cũng không có quá nhiều biến đổi giống như thời đại Neo Heisei hay là thời đại Reiwa, nhưng Kabuto vẫn để lại dấu ấn vô cùng mạnh về khả năng chiến đấu cũng như phong cách của bản thân.